Hồi nhỏ hay nghe ông nội kể chuyện, trước đây có một nhóm khảo cổ về làng, đào một ngôi mộ cổ, tìm được rất nhiều báu vật cổ. Tôi rất thích thú khi nghe điều này, tôi đã nảy lên một ý định trong đầu. Sẽ đi tìm kho báu. Đêm đó, khi ông bà tôi đang ngủ, tôi lấy đèn pin đi ra ngoài. Tôi chạy đi gặp thằng Tòm, đến điểm đã hẹn trước. Đó là một ngôi mộ của người giàu. Ngôi mộ này được xây dựng rất to và hoành tráng. Trước mộ còn có một bộ bàn ghế đá. Hồi đó tôi không biết sợ, tôi chỉ để ý đến kho báu. Tôi và thằng Tòm bàn bạc kế hoạch làm sao để đào mộ. Trước mộ này quá to, với sức của tôi thì không thể. Ông già cánh nghĩa địa thấy động tĩnh, hét về hướng chúng tôi, ai đang ở đó vậy? Lúc đó tôi rất hoảng sợ. Hai đứa bé giờ này ra nghĩa địa, nếu bị bắt, chắc chắn ông nội sẽ cho tôi một trận. Tôi tắt đèn ngay lập tức, kéo thằng Tòm trốn phía sau bàn đá. Tôi thấy ông già càng lúc càng đến gần, với bộ não thông minh và nhảy số rất nhanh. Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch rất hoàn hảo. Tôi vội vàng lấy bùn lau lên mặt, cả thằng Tòm cũng vậy. Sau đó, chúng tôi leo lên ghế đá ngồi, hai thằng ngồi đối diện, không cử động. Lúc này, ông già kia cũng vừa bước tới, hét lên hai lần, có ai ở đó vậy? Chúng tôi ngồi im không nói gì. Ông già bắt đầu sợ hãi, người run lên. Sợ là đúng rồi, tôi nghĩ trong đầu. Kết quả là ông già lấy bật lửa trong túi ra bật lên. Bằng ánh sáng yếu ớt, ông ta tiến về phía chúng tôi. Khi tôi thấy không ổn, liền dùng viên đá gõ vào bàn tạo tiếng kêu. Thấy vẫn chưa đủ, tôi gần giọng lên nói với giọng điệu trầm thấp. Kẻ nào dám vào đây làm phiền ta vậy? Ta đang bận đánh cờ, nhà ngươi còn không mau đi đi. Nói xong hãy đứng dậy ngay lập tức, chiếu đèn pin vào khuôn mặt đang lấm bùn. Tôi trợn mắt lên, lè lưỡi ra và chạy về phía ông ta. Khi nhìn thấy bộ mặt gớm giết của tôi, ông ta cuối cùng cũng đã không thể can đảm nổi. Ông sợ đến mức chạy bằng bốn chân. Nhìn ông già bỏ chạy, chúng tôi cười một trận hả hê. Ngày hôm sau, trong làng bắt đầu lan truyền tin đồn rằng có hai hồn ma ở ngôi mộ mới xây. Người dân truyền tai nhau, sau đó thêu dệt thêm nhiều hơn. Đồn thành có hai con quái vật ăn thịt người, khiến ai ai cũng khiếp sợ. Trong những ngày đó, mọi người không ai dám ra đường, các cửa hàng đều đóng, nhưng cái kim lâu ngày lòi ra. Khi bà đang giặt quần áo cho tôi, thấy bùn khắp nơi trên giày và quần của mình, liền tra khảo tôi bảo với bà có chết cũng không khai, nhưng khi ăn mấy gậy tôi phải khai hết. Khi ông bà nghe tin tôi đi đào mộ, nhát ma người khác, tạo tin đồn khiến dân làng sợ hãi, đánh tôi lần nữa, nhưng họ không nói với ai chuyện này cả. Sau đó, người dân nhờ đạo sĩ về trừ tà. Mặc dù không bắt được ma, nhưng thời gian sau, ngôi làng dần trở lại bình thường. Chỉ có ông già trong mộ là đen đủi, ông ta vẫn còn bị ám ảnh cho đến tận sau này.